Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các anh em tham gia một chương trình góp nhận 15.000 token có ký hiệu là Linka nha bạn. Chương trình góp này chạy trên tảng BNB Smart Chain và sẽ end vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 nha các bạn. Vào ngày 20 tới nha các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả với cái link form mình có nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow kênh channel nha các bạn. Tại Twitter và các bạn like và retweet chị Binbot nha các bạn. Các bạn copy hashtag chỗ này nè các bạn. Bạn sao chép lại bằng rồi các bạn follow Twitter nè, Twitter thì các bạn theo dõi nha bạn, các bạn xuống đây nè, các bạn like và tweet bị dưới game nha bạn, bằng like nè, chỉ dẫn cho tweet nha bạn. Các bạn tăng các tăng nó vào, các bạn tăng 5 người bạn mình vào nha bạn, cộng mình cộng Goku. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha bạn. Rồi nghe thấy các bạn tăng 5 người bạn rồi bấm vào tweet nha các bạn. Sau khi các bạn chờ nó tweet xong chút xíu các bạn về link form các bạn khai báo nha các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ. Đồng riêng thì điền username của tất cả các bạn ghi hỏi cho tên của tất cả các bạn vào nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào bio bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn mới bio bên cùng các bạn chia sẻ nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha bạn. Sau khi các bạn đã sao chép vào khai nhớ tạm xong thì các bạn bắt up lên nha bạn. Các bạn bắt vào cái link form vào đây nha bạn. Cái link các bạn sao chép vào đây. Tôi mạng. Sau khi các bạn dán tờ Twitter rồi file link mình thì tiếp tục các bạn gửi chia sẻ một cái bài link tờ tweet tiếp tục thì các bạn mở tờ Twitter mình gửi tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn chia sẻ cái bài các bạn tờ tweet này nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lời nè. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain. Các bạn dùng địa chỉ với BNB trên với Safiban, Chocolate, Metamask. Các bạn manage mạng BNB Smart Chain vào nha các bạn. Sau như các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời nè. Các bạn dán vào đây nha bạn. Rồi cái mã gấp phơ này mình có để dưới phần link mô tả các bạn điền về mình a còng anh 461 các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 15.000 token liên ca đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo thì mình nhé.